Các bạn ơi, đã xem có hấp dẫn không ạ? Đây. Đấy. Chồng mình anh đang trang trí cái bánh nhá. Chồng nữa rồi nướng lên để cả nhà sẽ thấy là sự hấp dẫn của cái bánh này như thế nào nhá các bạn. Đây, bánh cái này là của chồng này. Còn bánh bên kia, bánh tôm kia là của ba mẹ con nhá. Cả nhà ơi, đã đến cái giai đoạn là huyện hoàn chỉnh chế biến nhá. Thì đây, một bên tôm, một bên xúc xích đây là của các con trai của mình ạ. Trong một cái bánh nhưng mà sẽ làm theo hai kiểu. Đấy. Gia vị cũng sẽ khác nhau trong một cái bánh. Cả nhà thấy có hấp dẫn không ạ? Ok, bây giờ nhà mình đang bật lò nướng cả nhà nhé. Đấy. Chồng mình anh đang còn bỏ vào trong lò nướng và đậy nắp lại. Wow, super. Xong rồi. Wow, sôi bùng bùng cả nhà. Ơi, sôi bùng bùng. Thơm nức mùi luôn cả nhà ơi, thơm thơm mà nhìn thân ngon miệng luôn đi. Wow, và super. Nhà ơi, rất là thơm cả nhà. Thơm lắm luôn đi. Đấy, thấy không? Ở Tây nên là luôn luôn được ăn những cái món như này cả nhà này. Wow, thấy không? Thơm ngon bổ dưỡng không cả nhà? Mời cả nhà nha. Xin chào. Xin chào cả nhà đã đến với kênh Family Federer Cuộc Sống ở Thụy Sĩ. Hôm nay như đã hứa thì ông già mình đã vào bếp và làm bánh pizza cả nhà, rất là hấp dẫn luôn. Đây, cả nhà đã thấy không ạ? Thấy rõ không ạ? Đấy. Đây là pizza, bánh pizza gì nhỉ? Salami là cả. Salami. Salami ạ. Xin mời cả nhà cùng thưởng thức pizza với cả nhà mình nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh và đăng ký kênh giúp gia đình mình. Hôm nay đây, xin mời cả nhà cùng thưởng thức nhá. Rất là hấp dẫn luôn cả nhà, thấy chưa? Ngon không ạ? Rất là thơm. Chưa ăn đâu mà đã thơm rồi cả nhà. Bây giờ xin mời cả nhà cùng thưởng thức bánh pizza với cả gia đình mình ạ. Nào, papa kín lên ạ. Có sốn hết rồi. Số leo cung mẹ. Cái này ông xã mình bảo là phải khoe cho cả nhà xem rằng là cái bánh này là một bánh nhưng mà trong cái bánh này có hai vị các bạn ạ. Hai hương vị khác nhau. Một bên một nửa bánh thì sẽ làm xúc xích. Còn một nửa bánh bên này thì sẽ có đầy đủ và hải sản cả nhà nhá. Phía bên này thì là con trai của nhà mình sẽ ăn, các cháu sẽ ăn, còn phía bên này là của mình ăn. Còn cái bánh này thì của ông xã mình. Đấy, như thế các bạn ạ. Rồi bây giờ mời cả nhà nhá. Cảm ơn các bạn nhá. Ok, nào mẹ lấy cho con nhá. Wow, con mời cô chú đi. Mời bố chú. Rồi, con mời bố mẹ chưa? Con mời bố mẹ mời cơm. Con bố mẹ mời cơm. Giỏi quá, con mời cô chú. Mọi người mời cơm. Giỏi quá. Đây phát đi cho con ăn nha. Chào cô chú. Đúng rồi, hoan hô. Chào chào các cô chú. Huy Minh rất là rụt rè, thỉnh thoảng. Quên, mình sẽ ăn bên này. Bên này hả bà? Thơm lắm cả nhà ơi, thơm ơi là thơm. Một miếng này. Cái này là phô mai nhá cả nhà. Phô mai rai lên ấy, nó sẽ rai như này cả nhà này. Đang còn nóng, răng nồng hồi hồi luôn. Nên là nó rất là thơm và rất là... Chưa ăn đâu nhưng mà nước miếng này rất là dễ rồi đấy cả nhà. Đâu để hỏi ý kiến của ông xã một cái xem là cái cảm nhận của anh như nào. Bà, bên này lòi mấy khá? Lòi. Ngon. Hết rồi. Anh bảo là thôi. Cái bên của mình sẽ bỏ pháo nên là nó sẽ bỏ ra cái vị chua chua ngọt ngọt. Cùng nó lỏi mang cho bà bà. Phát tích này cho con tôm này. Ơ cả nhà ơi, ngon ngon. Lỏi mát lên, ngon lắm cả nhà. Hôm nào cả nhà thử vào bếp và làm như này xem nhá. Cái này thì cây bột thì ra mình không phải làm, cái bột là mình mua từ ngoài tiệm luôn và bây giờ chỉ có trải ra thôi. Còn tôm với các cái gia vị thì mình tự trộn lấy và làm lấy cả nhà nhá. Bình thường á thì con người sẽ châm thêm làm cây ớt trong. Ăn nhỉ, con ăn mô. Cây này con không ăn mô được rồi, mẹ ăn nhá. Con ăn cái xúc xích kìa. Thì bình thường con người sẽ châm thêm mà. Con ăn cái mốt, con ăn tôm á. Ok, mẹ lấy tôm cho con, mẹ lấy cho con miếng nhá. Không, không. Con ăn tôm thôi được con bọc.
Bình thường á thì sẽ châm thêm cái tương ớt hoặc là tương cà chua, nhưng hôm nay nhà mình làm như này là đã đầy đủ cái gia vị ở trong này rồi nên là không cần phải châm tương nữa các bạn ạ. À, vì nó đã đầy đủ cái gia vị rồi, nó ngọt, nó chua, nó kiểu nó cay, nó kiểu khó miêu tả lắm, nhưng mà thơm, thật là thơm thực sự mà nói. Chồng mình làm thì mình ăn cảm thấy ngon hơn ở ngoài hàng rất là nhiều, vì anh đã kiểu có cái tay nghề làm bánh sẵn ở trong người của anh rồi ấy, nên là bánh kem, bánh các thứ, bánh kiểu liên quan đến bánh đồ ăn nhẹ như này anh làm được tất, mà cái hương vị cũng rất khác mọi người nữa cơ. Mà mọi hôm á cũng đem đi đãi khách nên là khách rất là kiểu có khách đến để ăn bánh, thì ông già mình đào vào bếp ấy, khách rất là kiểu khen và kiểu cảm nhận được rằng là nó khác với hương vị mà mua ăn ở bên ngoài cả nhà. Rồi, ăn đi, ăn rồi mát luôn cả bác. Nó mì kim cặp em đi đuôi ăn rồi. Răng mấy sim. Cái này mình chưa thử, cái bên của ông xà mình chưa thử. Trong nửa mình sẽ thử xem là nó ra làm sao cả nhà. Nó mì tông long không mà bác, khó ăn đi, ăn rồi mát luôn. Em thử cắt ra, từng miếng miếng. Cả nhà ơi, lâu nay anh làm á thì mình rất ít ăn cái salami này, vì mình cảm thấy ở trong cái salami này rất là béo, nhưng hôm nay ăn thì cũng rất là tuyệt vời luôn các bạn ạ, rất là ngon. Mà mặc dù cả nhà thấy đấy, cay, hơi cay một chút, nhưng mà nó đầy đủ cái vị trong mồm mình nên là nó ngon, nó tan biến trong mồm mình luôn cả nhà. Và cái thăm ăn lọt nha, thức khá bánh mì. Bánh được. Mình sẽ quay trở lại ăn bánh tôm của mình. Mình bánh ăn ngon không con? Không. Phát tích ăn ngon không con? Phát tích ăn ngon không con? Ngon không? Ngon rồi đó này, ngon. Ngon nữa. Con ăn cái nha cưng ạ. Ôi cái thành bánh ấy cả nhà, nó giòn lắm, nó giòn lắm. Hồi ở Việt Nam thì mỗi lần cả nhà thèm thì chờ nhau lên Trinh Vinh ăn. Nhưng từ khi qua đây hơn nửa năm rồi thì không hay mua ở bên ngoài. Mà thực sự mà nói, sang đây hơn nửa năm rồi không bao giờ mua bánh pizza ở bên ngoài. Hai bố con vào bếp làm pizza cho mẹ ăn. Ngon lắm cả nhà, ngon cực kỳ luôn. Ăn lỗi nè. Ăn lỗi. Ăn lỗi nè. Ăn đi ăn lỗi. Tại bấm phết nè. Lươm sư coca. Chinh không mi coca kinh quay ăn lỗi nè. Thực ra cả nhà ơi, bình thường sẽ có dưa, nhưng nhà mình không bỏ dưa thì bỏ táo cả nhà nhá. Cả nhà sẽ thấy khác biệt liền. Nó chua chua ngọt ngọt của táo. Cái táo này cũng không phải táo ngọt lìm đâu, mà là to táo sương sương kiểu dừa chua và ngọt ấy. Cho nên là nó rất là tuyệt vời cả nhà. Ăn cùng nó ngon lắm, nó khác với cái dứa. Con ăn bên bằng tôm này không? Cho con cầm miệng. Cầm bên bằng tôm này. Wow, phát tích. Còn cây tay này nó là ớt đỏ cả nhà nhá, nên bỏ ớt đỏ vào nữa nhá. Nó cả nhà, nó lắm chứ. Ỉm mát lên hả bác? Một cái sỏ ăn coi đó. Mình thì mình ăn chỉ có nổi gai miếng thôi, mình không thể ăn hết được nữa cả nhà. Meat cheese có thơm em. Nó có phô mai ấy. Thực ra thì cái bánh rất là mỏng, cái đệm bánh rất là mỏng cả nhà. Nhưng mà tại đang làm cho mình no là vì có cái phô mai phủ ở bên dưới nên là làm cho mình kiểu ăn được nó đầy lên á, nên là rất là no. Mà cái phô mai này này ăn thì no rất là lâu nhá. Ở bên người Thụy Sĩ á, thực ra nó không phải là Thụy Sĩ mà ở cái vùng châu Âu mà có cái thời tiết mà khắc nghiệt, lạnh cực lạnh như này á, thì
ăn xong phô mai thì giúp cho cái cơ thể của mình nó âm, nó dư âm được. Chứ mà ăn ăn kiểu ăn bình thường á thì ở trong nhà, chứ mà đi làm thì thứ nhất nó dễ bị lạnh lắm. Cho nên là người châu Âu mà thuộc vào nào gia đình nào như gia đình nhà mình thì một tháng 30 ngày đồ Việt Nam. Nhưng mà nhà nào mà thuần kiểu thuần châu Âu luôn á, thuần người gốc của họ luôn, họ sẽ không sử dụng đến cơm mà sẽ ăn bánh mì, phô mai hay là bơ rồi các cái món ăn của Tây của châu Âu á, thì lại làm cho cái cơ thể họ làm đi ấm hơn á, nóng hơn, thì sẽ làm cho họ đi ra bên ngoài hay gì chơi tuyết các thứ thì sẽ làm cái cơ thể họ ấm lên, là họ sẽ không bị cảm lạnh như người châu Á mình, sẽ dễ mắc các cái dễ nhiễm lạnh hơn cả nhà. Mình cảm thấy không thể ăn được rồi, miếng của thứ hai của mình ngon thì rất ngon nhưng mà nó nhanh quá cả nhà. Ăn hết miếng này nhá. Bóc thì phát phép tích. Chồng mình bảo anh không ăn miếng này là kết thúc. Ngó quá rồi. Papa kín một đây hả? Yeah. Học xin. Oh my god. Học của tập hộp, cái hộp. Hộp bì xăng. Chồng mình ăn hết 5 miếng. À không, mình ăn đi 1 miếng thì chồng mình ăn hết 4 miếng. Các bạn có thấy đây 4 miếng này rất là nhiều. Xì hộp bẹt. Nó lòi mát không? Ni xong ăn. Mà ăn. Ra si ăn, ni si ăn. Ôi, cả nhà ơi, thế thì bà ba con xin lên một hộp ăn. Nó. Bẹt. Bà bị bẹt. Ui. Ni xong, si hộp bẹt. Các tên đợi xong. Nó mà bây giờ còn. Yes. Ông xã mình anh sẽ ăn hết cái bánh này luôn cả nhà. Còn mình thì không, với con thì không thể ăn hết được đâu. Qua có xe, qua mẹ mình không có chúng. Ba mẹ con ăn hết 50 bánh, 5 miếng bánh. Cọc cọc giòn. Còn nhà cái không? Cái đê bánh nó rất là giòn, nó giòn. Mình rất thích ăn cái bánh pizza mà nó đê nó giòn như thế này nè. Nó giòn ngon quá. Ăn lời nữa. Năn năn bà ba vào đây kín ăn hẳn. Mà con Patrick tầm ở lấy. Patrick cả kín dơ leo ăn đi nè. Bà mì cả hai kín dơ ỉ. Cậu thứ hai của nhà mình ấy thì hôm nay ăn đồ vặt hơn nhiều đấy. Đem đi chơi về nữa là ăn nhiều lắm luôn. Bây giờ còn ăn một miếng pizza đấy cả nhà. Đã gần 2 tuổi rồi cho nên là có cái gì cho ăn thì ăn luôn. Ôi. Căn cái này đã. Em bảo em căn mà còn phải hát lên đấy cả nhà. Không đơn giản chút nào đúng không ạ? Con chào các cô chú chưa? Chào các cô chú. Các cô chú có nghe thấy không ạ? Chào chào các cô chú. Em muốn chào rồi. À muốn chào rồi. Muốn giỏi chưa nè. Muốn mà muốn chào rồi cả nhà. Nhà ơi, cảm ơn cả nhà đã xem và theo dõi video của gia đình mình nhá. Bây giờ mình đã thực sự mà nói nó quá không thể ăn được. Cái bánh của ông xã mình anh đã ăn hết rồi, còn mình chỉ còn 3 ngày này nữa thôi nhưng mà không thể tới được nữa rồi. Cảm ơn cả nhà đã xem kênh và nhớ chia sẻ, comment và đăng ký kênh cho gia đình mình nhé. Cảm ơn các bạn nhé. Bye bye. Xin chào. Bye bye. Xin chào. Huy Minh ơi, xin chào cô chú nữa các con. Xin chào cô chú. Yeah.